Minna song, konnichiwa, Cosmos Nazun desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học chữ Hán bài số 25 theo cuốn Kanji Look and Learn của học tiếng Nhật Cosmos. Ở bài số 25 này chúng ta sẽ tìm hiểu với một số chữ Hán sau. Ví dụ như chữ hòa bình, đúng không ạ? Heiwa. Nihon wa heiwa na kuni desu. Nhật Bản là một quốc gia hòa bình, đúng không ạ? Heiwa, bình, hòa thì chính là hòa bình. Chichi wa senso no toki ni umaremashita. Senso là gì ạ? Chiến tranh, đúng không ạ? Bố tôi sinh ra trong thời chiến tranh. Senso. Kare wa seijika desu. Seijika là chính trị gia. Ông ấy, anh ấy là một chính trị gia. Seijika. Keiken là gì ạ? Kinh nghiệm. Watashi wa tsuyaku no keiken ga arimasu. Tôi có kinh nghiệm làm phiên dịch. Tsuyaku no keiken. Ekuni no keizai wa hatten shite iru yō desu. Dạ, kinh tế của nước A có vẻ đáng phát triển. Kinh tế là kê dày. Hà Nội Horitsu Daigaku ni harimashita. Tôi đã vào học trường Đại học Luật Hà Nội. Horitsu là luật. Ego wa kokusaiteki ni tsukawarete imasu. Nghĩa là tiếng Anh được sử dụng mang tính quốc tế, kokusai. Tokyo wa Kanto ni arimasu. Tokyo ở vùng Kanto, đúng không ạ? Đây là Tokyo. Kanto là quan đông. Vietnam wa hoka no kuni to yūkō kankei o shimasu. Việt Nam duy trì mối quan hệ hữu hảo với các nước khác, đúng không ạ? Mối quan hệ là kankei. Vietnam wa shakai shugi desu. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Shugi. Vietnam shakai shugi kyōwa koku có nghĩa là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ima Nihon no yōto wa jiyū minshū tō desu. Nghĩa là chính đảng của Nhật Bản hiện nay là đảng dân chủ tự do, đúng không ạ? Và đó chính là các từ liên quan đến chữ Hán của bài số 25 mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ. Chữ đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây là chữ bình. Bình trong nghĩa là hòa bình. Bình này sẽ có bộ can, đúng không ạ? Bộ can. Và bình này bạn sẽ thấy giống như là một chiếc bập bênh, nó đang được cân bằng với nhau. Thì đó chính là bình. Thì ở đây chính là hai bên của cầu kênh, đúng không ạ? Còn đây là hai bạn đang ngồi. Và đây là phần trụ cột, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Heiwa. Heiwa no he, đúng không ạ? Và đó chính là cách viết của chữ bình. Chữ bình này có cách đọc là he hoặc là bio. Ngoài ra còn đọc là tara hoặc hiratai. He trong heijitsu, đó là ngày thường ghép bởi chữ bình với chữ nhật. Heijitsu no yoru to shumatsu wa eigo no juku ni kayoimasu. Tôi đi học thêm lớp tiếng Anh vào buổi tối của ngày bình thường và cuối tuần, đúng không ạ? Heijitsu no yoru to shumatsu. Heiwa là gì ạ? Chữ bình mới ghép với chữ hòa, nghĩa là hòa bình, hòa hợp hoặc sự hiền hòa. Mina de heiwa de ante shi hanne suru kokusai shakai wo kouchiku shinakereba naranai. Nghĩa là mọi người phải cùng nhau xây dựng xã hội quốc tế hòa bình, ổn định và phồn vinh. Hòa bình là heiwa, đúng không ạ? Ante là ổn định, phồn vinh là han e, đúng không ạ? Heisei là gì ạ? Heisei là bình thành, có nghĩa là thời đại Heisei. Watashi wa tanjoubi wa Heisei 2年7月24日 desu. Ngày sinh nhật của tôi là vào ngày 24 tháng 7 năm Heisei thứ 2, tức là ngày 24 tháng 7 năm 1990. Tairana, tairana là gì ạ? Bằng phẳng, bằng hoặc là yên ổn, tính từ đuôi na. Chikyu wa maruku. Tairana de wa arimasen. Trái đất thì không tròn và cũng không bằng phẳng, đúng không ạ? Kohe là gì ạ? Là công bằng, ghép bởi chữ công và chữ bình. Shakai no dokoka ni fukohe na koto ga mara arimasu. Trong xã hội còn đâu đó những việc không công bằng. Tiếp theo chúng ta có biodo. Biodo là gì ạ? Bình đẳng. Rieki o futari de biodo ni wakemashou. Chúng ta cùng chia lợi nhuận đồng đều cho cả hai người nhé. Tiếp theo là heikin. Heikin ở đây là bình quân, là sự cân bằng hoặc là trung bình. Kare ra wa ichinichi heikin 8 jikan hatarakimasu. Họ làm việc trung bình 8 giờ trong một ngày. Hiratai là gì ạ? Là dẹp, bằng phẳng hoặc là gì đó dễ hiểu. Watashi no hana wa hiratai desu. Cái mũi của tôi thì là mũi dẹt. Và đó là các từ liên quan đến chữ bình. Với chữ bình này các bạn cần ghi nhớ nhé. Heijitsu, heiwa, heisei, ta và tairana cộng với hiratai. Heikin nữa, đó là các từ quan trọng các bạn cần ghi nhớ với cấp độ N4 liên quan đến chữ bình này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ hòa. Hòa ở đây có nghĩa là hòa bình. Hòa bình này có bộ
hỏa ở bên tay trái, bộ khẩu bên tay phải. Hỏa này còn đại diện cho gì ạ? Ý là về Nhật, cái gì đó thuộc về Nhật đúng không ạ? Và chúng ta cùng nhau tưởng tượng nhé, đó là gì nhỉ? Đó là liên quan đến bữa cơm của Nhật Bản, ăn cái bữa ăn cơm kiểu Nhật á, thì chắc chắn là sẽ phải có cô hằng, có cơm đúng không ạ? Thì đó là cách tưởng tượng của chữ hòa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết. Chữ hòa này chia thành hai phần đúng không ạ? Và các bạn sẽ viết từ trái sang phải. Với chữ hòa này có cách đọc là wa hoặc o với oyumi. Kuyumi đọc là Nagoya cả hoặc Yawara cự. Hewa là hòa bình, chúng ta vừa tìm hiểu rồi. Wa shoku đó là gì ạ? Hòa thực, có nghĩa là đồ ăn kiểu Nhật. Kyo no ban gohan wa wa shoku ni shimasu. Bữa tối nay sẽ là cơm kiểu Nhật. Wa là hòa hoặc là tổng cộng. Ni to san no wa wa go desu. Tổng số của 2 và 3 là 5. E wa jiten đó là gì ạ? Từ điển Anh Nhật. E wa jiten mo wa e jiten mo motemasu. Tôi có cả từ điển Anh Nhật và từ điển Nhật Anh. Tiếp theo chúng ta có từ gì ạ? Từ Nagoya ka. Nagoya ka là gì ạ? Hòa nhã, hòa thuận, thân thiện hoặc êm dịu. Kono office wa totemo Nagoya ka desu. Văn phòng này rất là thân thiện. Showa là thời đại Showa ghép bởi chữ chiêu với chữ hòa. Showa jidai wa 1926 kara 1989 made desu. Thời đại Showa chiêu hòa là từ năm 1926 đến năm 1989. Yawaragu nghĩa là dịu đi, giảm hoặc là nới lỏng. Itami ga yawaragu youni chiryo o ukemasu. Tôi tham gia trị liệu để xoa dịu cơn đau. Yawaragu. Kyowa koku là gì ạ? Là nước chế độ Cộng hòa, nước theo chế độ Cộng hòa. Angola Kyowa koku no shuto wa Rwanda desu. Nghĩa là thủ đô nước Cộng hòa Angola là Rwanda, Luanda đúng không ạ? Và bạn thấy rằng gì ạ? Angola Kyowa koku đó là nước Cộng hòa Angola. Các bạn chú ý nhé. Và đó là các từ liên quan đến chữ hòa. Với chữ hòa này bạn ghi nhớ gì ạ? Ghi nhớ với từ hewa wa shoku, từ showa và yawaragu. Đó là các từ liên quan đến chữ hòa. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ chiến. Chiến ở đây nghĩa là chiến trong chiến tranh. Chiến trong chiến tranh này có bộ đơn ở bên tay trái và bộ quà ở bên tay phải. Giống như hình ảnh gì ạ? Sensei dewa iroiro na buki ga tsukawaremasu. Nghĩa là trong thời chiến tranh thì sẽ sử dụng rất nhiều loại vũ khí. Ví dụ như phần gì ạ? Khiên, cái khiên để che, rồi kiếm, rồi đao đúng không ạ? Thì đó chính là chiến. Cách viết của chữ chiến này như thế nào nhỉ? Chữ chiến này có cách đọc là sen hoặc là tatakau, tatakai hoặc ikusa. Tatakau là động từ nghĩa là chiến đấu hoặc đánh nhau. Mukashi Vietnam wa America to tatakaimashita. Nghĩa là ngày xưa Việt Nam đã chiến đấu chống lại Mỹ đúng không ạ? Chiến tranh là senso, senso là chiến tranh. Chichi wa senso no toki ni umaremashita. Bố tôi được sinh ra trong thời kỳ chiến tranh. Tatakai là danh từ trận chiến. Sono tatakai de oji-san ga nakunarimashita. Gì ạ? Chú đã mất tại trận chiến đó đúng không ạ? Tatakai. Sakusen là tác chiến, ghép bởi chữ tác với chữ chiến mang nghĩa chiến dịch, sự tác chiến. Hồ Chí Minh Sakusen wa 1975 4月 26日 から 30日 ni kakete 5日間 でした. Nghĩa là chiến dịch Hồ Chí Minh trong 5 ngày,
diễn ra trong 5 ngày từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1945. Hansen là phản chiến, nghĩa là phản đối chiến tranh. Nihon demo Vietnam no Hansen undou ga okonawaremashita. Ở Nhật Bản, hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam cũng đã diễn ra. Hansen, chōsen là diện chōsen là khiêu chiến, nghĩa là thử sức chinh phục. Atarashi shigoto ni chōsen shitai to omoimasu. Tôi muốn thử sức hoặc là chinh phục một công việc mới, chōsen. Ikusa là diện ikusa là trận chiến, cuộc chiến hoặc là hiệp đấu. Hito no ikusa ga kowai desu. Tôi rất là sợ cuộc chiến của loài người. Reisen là diện chiến tranh lạnh, kép bởi chữ lãnh với chữ chiến. Reisen shidai Vietnam wa Amerika to tatakaimashita. Thời kỳ chiến tranh lạnh thì Việt Nam đã chiến đấu chống lại Mỹ. Và đó là các từ liên quan đến chữ chiến. Với chữ chiến này chúng ta cần ghi nhớ gì ạ? Chōsen. Chōsen, senso, tatakau, tatakai. Đó là các từ mà cấp độ N4 các bạn phải ghi nhớ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ tranh. Tranh chóng, chiến tranh. Tranh ở đây là có bộ tranh. Và hình ảnh tưởng tượng là gì nhỉ? Đó là hình ảnh người đó cầm vũ khí trên tay và chuẩn bị để đi chiến đấu, thì đó chính là chữ tranh. Và chúng ta có thể thấy giống như là cầm súng đúng không ạ? Tay bắt đầu chuẩn bị bóp cò rồi và chuẩn bị bắn đây. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết của chữ tranh này nhé. Chữ tranh này có cách đọc là so hoặc là araso. So trong từ senso nghĩa là chiến tranh. Chichi wa senso no toki ni umaremashita. Câu này chúng ta gặp rồi, đó là gì? Bố tôi sinh ra trong thời chiến tranh. Arasu đó là tranh giành, gây gổ, đánh nhau, xung đột hoặc là cãi nhau. Arasoimasu. Kodomo no toki dare ga ryori wo suru ka ani to arasoimashita. Nghĩa là thời còn trẻ con á, tôi hay đánh nhau với anh trai để xem ai là người nấu cơm đúng không ạ? Arasoimashita nghĩa là arasu, nghĩa là tranh giành, gây gổ, đánh nhau hoặc xung đột cãi nhau. Kyoso suru là cạnh tranh. Kyoso. Pistol no aizu de kyoso ga hajimarimashita. Nghĩa là cuộc đua đã bắt đầu với phát súng ra hiệu, đúng không ạ? Kyoso là danh từ thì sẽ hiểu với là cuộc đua. Arasoi là danh từ của arasoi, nghĩa là sự tranh giành, sự tranh chấp, sự đánh nhau. Shokuba de danse doshi no arasoi o mita. Hãy cho tôi biết bạn có nghe hoặc là nhìn thấy sự cạnh tranh của đồng nghiệp nam giới tại nơi làm việc không? Thì đó là từ arasoi. Tiếp theo chúng ta có từ romso. Romso là luận tranh, nghĩa là tranh luận, tranh cãi, bàn luận. Kare to no romso ni makikomareru no sakemasu. Nghĩa là tôi tránh rơi vào những cuộc tranh luận với anh ấy. Thì đó là chữ gì ạ? Đó là chữ tranh. Với chữ tranh này bạn cần ghi nhớ nhé. Arasoi, arasou, kyoso và senso. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu với chữ chính. Chính ở đây là trong nghĩa là chính trị, là seji trong se đó. Thì có bộ chính ở bên tay trái và bộ phộc ở bên tay phải. Hình ảnh ở đây thì giống như là gì ạ? Seifu wa tarashii koto wo suru beki desu. Nghĩa là chính phủ thì làm phải làm, bắt buộc phải làm những việc chính xác, đúng đắn, đúng không ạ? Thì đó chính là hình ảnh tưởng tượng của chữ chính trong chính phủ, trong chính trị. Chúng ta cùng tìm hiểu cách viết nhé. Seiji no se, đúng không ạ? Chính này có cách đọc là se hoặc là so hoặc là matsuri goto hoặc là man. Se trong seji hoặc là seji ka. Wakamono wa seji ni dandan mukashi ni naru so desu. Gì ạ? Giới trẻ có vẻ đang trở nên không quan tâm đến chính trị mấy nữa đúng không ạ? Seji, seji ka là chính trị gia. Kare ra wa seji ka toshite hatsugon shimashita. Họ đã phát ngôn với tư cách là seji ka, là chính trị gia. Seto là chính đảng. Seifu wa seto ni kansuru hō o taramemashita. Chính phủ đã xác định luật liên quan đến chính đảng, xe tổ, xe phư thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Gyōse nghĩa là hành chính, ghép bởi chữ hành và chữ chính. Xe phư hoa gyōse
Kaizen o susumete iru yo desu. Dạ, chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính. Zaisei là tài chính. Zaisei nan de kasha wa taurete shimaimashita. Công ty đã phá sản do khó khăn về tài chính. Seiken đó là chính quyền. Clinton seiken wa atarashi seisaku wo seitei shimashita. Chính quyền Clinton đã ban hành điều luật mới. Đó là các từ liên quan đến chữ chính. Ngoài ra chúng ta có seisaku nữa. Và chúng ta cần phải ghi nhớ những từ gì ạ? Seisaku, seijika và seiji. Và đó là các từ liên quan đến chữ chính. Tiếp theo chúng ta có từ trị. Trị trong chính trị, seiji. Trị này có bộ thủy và bộ đài. Giống như hình ảnh là gì ạ? Watashi wa kaigan chitai wo osamete imasu. Tôi đang trị vì vùng gì ạ? Cái khu vực mà vùng bờ biển đó. Thì đó là hình ảnh của tưởng tượng của chữ trị này. Mà đơn giản thì chúng ta có thể nhớ là gì ạ? Thủy và đài, đúng không ạ? Và đó là cách viết của chữ trị. Chữ trị này có cách đọc là gì ạ? Là ji hoặc chi, naoru, naosu hoặc osameru. Naoru là được chữa gì đó, được sửa chữa hoặc được chữa trị. Đây là tự động từ. Ví dụ, byouin no isha no okage de chichi no byouki ga naorimashita. Nghĩa là nhờ ơn các bác sĩ bệnh viện em mà bệnh của bố tôi đã được chữa, đúng không ạ? Naosu là gì ạ? Sửa chữa là tha động từ. Y byouin no isha wa chichi no byouki wo naoshite kuremashita. Các bác sĩ ở bệnh viện E đã giúp chữa bệnh cho bố tôi, đúng không ạ? Chúng ta có từ seiji, seijika là gì ạ? Chính trị và chính trị gia. Chúng ta đã tìm hiểu ví dụ ở trước rồi. Osameru là gì ạ? Trị vì đất nước, đúng không ạ? Sono osama wa kuni wo umaku osamemashita. Nghĩa là vị vua đó đã trị vì đất nước rất là tốt. Trị liệu là chi liyo itami ga yawaragu youni chiryo o ukemasu. Tôi tham gia trị liệu để xoa dịu cơn đau. Ví dụ này chúng ta gặp ở khi học chữ hòa rồi. Chi an là gì ạ? Chi an. Kono machi no chi an wa yokunai desu. Chi an ở khu phố này thì không được tốt, đúng không ạ? Chi an là chi an. Và đó là các từ liên quan đến chữ trị. Trị này chúng ta cần nhớ chi an, chi liệu, osameru, seijika, seiji, naoru. Đó là tất cả những từ liên quan đến chữ trị mà chúng ta cần ghi nhớ nhé. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về chữ kinh. Kinh ở đây là trong kinh tế. Kinh đúng không ạ? Kê dày. Hoặc là trong kinh nghiệm kê kền. Chữ kinh này có bộ mịch bên tay trái và bộ thánh ở bên tay phải. Và các bạn có thể thấy hình ảnh tưởng tượng đây. Mịch thì giống như là một cuộn chỉ. Còn bên tay phải thì giống như là một người đang cào đất đó. Đây là thổ đúng không ạ? Và đây là hình ảnh bàn tay. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Kê kê no kê. Chúng ta sẽ viết bộ mịch trước. Và đó chính là chữ kinh. Chữ kinh này đọc là kê hoặc kyo hoặc là heru. Kê trong từ keiken nghĩa là kinh nghiệm. Watashi no ryoushin wa taue no keiken ga arimasu. Bố mẹ tôi thì có kinh nghiệm trồng lúa nước, đúng không ạ? Keizai là kinh tế. Sono mondai nara keizai kancho ga taisho suru koto ni narimasu. Với vấn đề đó, cơ quan kinh tế sẽ giải quyết. Paris keiyu là đó là đi qua Paris, đúng không ạ? Ghép bởi chữ kinh và chữ do. Konkai wa Paris keiyu de America ni ikimasu. Lần này tôi sẽ đi qua Paris và đến Mỹ. Thần kinh là ghép bởi chữ sinh và chữ kê, sinh kê. Kare wa saki sinh kê shitsu na kocho o tsukaimashita. Anh ấy vừa ban nãy thể hiện một giọng nói đầy lo lắng. Tiếp theo chúng ta có từ kereki là gì ạ? Lý lịch thân thế hoặc quá trình làm việc. Ghép bởi chữ kinh và chữ sử. Ante shita shoku mukereki ga aru hito o sayoshitai desu. Tôi muốn tuyển dụng người có lý lịch công việc ổn định. Okyo đó là kinh Phật. Kare ga okyo o yomu yō na chōshi de hanashite imasu. Nemuku narimashita. Anh ấy nói chuyện với giọng như đang đọc kinh Phật vậy. Tôi trở nên buồn ngủ quá, đúng không ạ? Thì đó là okyo. Tiếp theo chúng ta có từ heru. Heru là trải qua.
このお茶は最終的な乾燥過程を経て出来上がります。nghĩa là trà đó đã trải qua quá trình sấy khô, cuối cùng là sẽ xong đúng không ạ? Saishu teki na kanso kate là cái gì? Quá trình sấy khô cuối cùng. Và trải qua cái gì đó thì sẽ là oheru đúng không ạ? Deki agarimasu là đã xong hoàn thành. Kee là kinh doanh. Kare wa shitsuya o kee shitemasu. Shitsuya là hiệu cầm đồ. Anh ấy đang kinh doanh hiệu cầm đồ đúng không ạ? Shitsuya o kee shitemasu. Và đó là các từ liên quan đến chữ kinh. Chữ kinh này các bạn cần ghi nhớ nhé. Ke này, heru, parikeyu, kezai và keken. Đó là các từ liên quan đến chữ kinh. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ tế. Tế ở đây nghĩa là kinh tế. Tế này có bộ thủy bên trái, bộ tề bên phải. Và chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh tưởng tượng đây. Đó là gì ạ? Giống như một người đang viết chữ lên cái bức biển, bảng biển đó. Và sau khi viết xong thì đó là kết thúc công việc. Thì đó là tế là kết thúc. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách viết nhé. Sư mự đúng không ạ? Hoặc là kê dai đó. Chúng ta sẽ viết bộ thủy trước. Và đó chính là chữ tế. Với chữ tế này có cách đọc là dai hoặc là sai hoặc là sư mự hoặc dư mự. Dai trong kê dai là kinh tế. Ekuni wa kê dai fukko wa taihen kibishi jōkyō ni arimasu. Nước A đang trong tình trạng phục hồi kinh tế cực kỳ khó khăn. Kinh tế học là gì ạ? Kê dai gaku. Musume wa kê dai gaku bu ni harimashita. Con gái tôi đã vào học ở khoa kinh tế học. Kết thúc hoàn tất là sư mự, sumimasu. Kỳ matsu shiken ga sumimashita. Ashita kara natsu yasumi desu. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, từ ngày mai sẽ là kỳ nghỉ hè. Sumaseru là kết thúc. Shokuji o issoi de sumashimashita. Nghĩa là tôi đã ăn vội cơm cho xong đúng không ạ? Shiozumi là sử dụng tế, nghĩa là đã qua sử dụng. Sumi là kết thúc rồi, shio là sử dụng, vậy là đã qua sử dụng. Shiozumi omutsu o aoi fukuro ni irete oite tsutete kudasai. Omutsu là gì? Bìm, đúng không ạ? Và cái shiozumi đó là đã sử dụng rồi, bìm đã sử dụng rồi thì hãy cho vào aoi fukuro, vào túi xanh và vứt đi nhé, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ gì ạ? Hen sai suru, đó là trả hết hoặc là thanh toán hết, ghép bởi chữ phản và chữ tế. Aisu wa shakkin o hensai dekinakute jisatsu shita yō desu. Kẻ đó đã không thể thanh toán hết số tiền nợ nên đã tự sát, đã jisatsu, đúng không ạ? Kyu sai là cứu tế, sự cứu thế, cứu viện hoặc là giúp đỡ. Seifu wa shitsugyōsha no kyu sai ni kansuru horitsu o seitei shimashita. Nghĩa là chính phủ đã ban hành gì ạ? Ban hành CT là ban hành horitsu là luật liên quan đến việc gì ạ? Cứu tế hoặc hỗ trợ cho người thất nghiệp. Đó là các từ liên quan đến chữ tế. Với chữ tế này bạn cần ghi nhớ nhé. Đó là kê dài, sumu, sumaseru, shiozumi. Và đó là những từ mà cấp độ N4 các bạn cần ghi nhớ. Với cấp độ N3 trở lên thì đương nhiên các bạn phải cố gắng nhớ tất cả các từ còn lại rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chữ pháp. Pháp ở đây là trong pháp luật, đọc là hobo hoặc bộ, có bộ thủy và bộ khứ. Pháp trong pháp luật này thì có bộ thủy bên tay trái đúng không ạ? Bộ khứ bên tay phải. Hình ảnh tưởng tượng ở đây là gì ạ? Giống như là năm ngoái thì đã thi hành cái luật liên quan đến gì ạ? Nước đúng không ạ? Và đây là gì ạ? Hình ảnh tưởng tượng của chữ pháp này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết. Hô trong hô đích sự đúng không ạ? Chữ pháp này có cách đọc là ho trong horitsu. Ngoài ra còn đọc là bo ho hoặc là bo. Horitsu là pháp luật. Bunpo là gì ạ? Ngữ pháp ghép bởi chữ văn với chữ pháp. Nihongo no bunpo wa omoshiroi desu. Ngữ pháp tiếng Nhật rất là thú vị. Ho ho là phương pháp.
Guide của Google bên kiểu sư tử hồ OCMS. Tôi sẽ chỉ cho các bạn phương pháp học ngoại ngữ, đúng không ạ? Guide của Google bên kiểu sư tử hồ hồ. Kenpo là hiến pháp. Kenpo wa 2010年 ni kaisei saremashita. Hiến pháp đã được cải chính, được sửa đổi vào năm 2010. Tiếp theo chúng ta có từ gì ạ? Từ iho là vi phạm pháp luật, ghép bởi chữ vi với chữ pháp. Seifu wa iho koi o konatte deru sangyo no shien sedo haishi shimasu. Nghĩa là gì ạ? Chính phủ sẽ haishi là sẽ phế bỏ. Phế bỏ cái gì ạ? Phế bỏ cái sedo, cái chế độ mà gì ạ? Hỗ trợ những ngành sản xuất mà đã vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Yoho là dụng pháp, ghép lại với nhau mang nghĩa dụng pháp, tác dụng hoặc cách dùng. Kono kusuri no yoho o machigaimashita. Tôi đã bị nhầm cách dùng của thuốc này, đúng không ạ? Hoan là gì ạ? Ghép bởi chữ pháp với chữ án, nghĩa là dự luật. Eishi wa yatto no hoan ni hantai no tohio suru to iimashita. Nghĩa là ngài A đã nói rằng sẽ bỏ phiếu phản đối dự luật của đảng đối lập. Hosoku đó là gì ạ? Pháp với tắc ghép lại với nhau mang nghĩa quy tắc, quy luật hoặc định luật. Chugakko no toki energi no hozon no hosoku o benkyou shimashita. Nghĩa là thời trung học tôi đã học về định luật bảo tàng năng lượng. Energi no hozon no hosoku, đúng không ạ? Đó là các từ liên quan đến chữ pháp. Với chữ pháp này bạn cần nhớ nhé, tối thiểu đó là kenpo, hoho, bunpo và horitsu. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu với chữ luật. Luật này là trong pháp luật. Luật này có bộ xích bên tay trái và bộ ruột ở bên tay phải. Với chữ luật này thì giống như là gì ạ? Giống như việc một người đang viết ra các luật lệ về giao thông thì đó chính là chữ luật. Chúng ta cùng tìm hiểu cách viết của chữ luật nhé. Horitsu no ho no ritsu, đúng không ạ? Và đó chính là chữ luật. Chữ luật này thì chúng ta sẽ có cách đọc là ritsu hoặc ritchi. Horitsu là pháp luật. Seifu wa shitsugyosha no kyusai ni kansuru horitsu o seitei shimashita. Nghĩa là chính phủ đã ban hành luật liên quan đến việc hỗ trợ cho người thất nghiệp, đúng không ạ? Quy luật là kiritsu. Kiritsu là trật tự, quy luật hoặc là kỷ luật. Gakko no kiritsu o mamoranakereba nai hoặc là mamoranakereba ikemasen, nghĩa là phải tuân thủ quy tắc trường học. Kairitsu là giới luật, nghĩa là giới luật hoặc điều răn. Watashi wa kairitsu ni shitagatte ikite imasu, nghĩa là tôi đang sống dựa trên lời răn của Chúa, đúng không ạ? Ví dụ tiếp theo chúng ta liên quan đó là đến từ ichiritsu ni. Ichiritsu ni đó là đồng dạng, giống nhau hoặc là sự đồng nhất. Kaisha wa jugyoin ni tsukin teyate o ichiritsu ni shikyu shimasu. Công ty sẽ trả trợ cấp đi lại đồng nhất cho nhân viên. Và đó là các từ liên quan đến ichiritsu ni. Từ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là gì ạ? Jiritsu shinke. Shinke là thần kinh, đúng không ạ? Jiritsu là tự trị, nghĩa là thần kinh tự trị. Oji-san wa jiritsu shinke shichobyo ga kakarimashita. Nghĩa là ông tôi bị mắc bệnh mất cơ quan thần kinh tự trị. Richigina nghĩa là liêm chính, ghép bởi chữ luật với chữ nghi. Kare wa richigina hito desu. Anh ấy là người liêm chính. Với chữ luật này chúng ta cần tối thiểu phải ghi nhớ từ gì ạ? Từ horitsu đối với cấp độ N4, còn các từ còn lại thì cấp độ N3 trở lên các bạn sẽ phải ghi nhớ. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu với chữ tế. Tế ở đây mang nghĩa là quốc tế. Tế này thì có bộ tế ở bên tay gì ạ? Phải. Tế ở bên tay phải chính là omatsuri, các bạn có nhớ không ạ? Và omatsuri này mà thêm một cái gì ạ? Giống như cờ nữa thì đó chính là tế trong quốc tế. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Đó là kokusai no sai, đúng không ạ?
Đó chính là chữ tế. Chữ tế này có cách đọc là sai hoặc kiwa hoặc kiwa. Koku sai là quốc tế. Ego wa kokusai teki ni tsukawarete imasu. Tiếng Anh được sử dụng khắp thế giới. Quốc tế hóa là kokusai ka. Nihongo no kokusai ka o nozomimasu. Nghĩa là chúng tôi hy vọng vào sự quốc tế hóa tiếng Nhật, đúng không ạ? Sai, cái gì đó là dịp hoặc lần. Đây là trong mẫu ngữ pháp, đúng không ạ? Visa wa shinsei suru sai ni hichiyou na mono wa nan desu ka? Sai này mang nghĩa giống với toki đó. Nghĩa là những thứ cần thiết khi xin visa là gì vậy, đúng không ạ? Kosai là giao tế, có nghĩa là ghép lại với nhau, mang nghĩa mối quan hệ, giao lưu hoặc hẹn hò. Kare to no kosai o yamemashita. Tôi đã từ bỏ việc hẹn hò với anh ấy. Và với các bạn mà dùng Facebook mà bằng tiếng Nhật á, thì là khi mà trong mối quan hệ với người nào đó thì tiếng Nhật sẽ là kosai chu, đúng không ạ? Jisai là thực tế. Watashi ni totte gakushu mo jisai no taiken mo taisetsu da to omimasu. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cả việc học tập lý thuyết và trải nghiệm thực tế thì đều quan trọng, đúng không ạ? Jisai no taiken. Kiwadatsu là nổi bật, ghép lại bởi chữ tế với chữ lập, đúng không ạ? Kiwadatsu. Kare no kiwadatsu tokuchou wa me ga hosoi koto desu. Đặc điểm nổi bật của anh ấy là mắt rất là nhỏ, đúng không ạ? Me ga hosoi. Magiwa là gian tế ghép lại với nhau, mang nghĩa ngay trước khi hoặc sắp lúc sắp sửa gì đó. Kanojo wa shiken magiwa ni byouki ni narimashita. Cô ấy bị ốm ngay trước kỳ thi. Và đó là các từ liên quan đến chữ tế. Với chữ tế này các bạn cần phải ghi nhớ kokusai và sai hoặc là cô sai, dịch sai. Đó là các từ mà cấp độ N4 bắt buộc phải ghi nhớ. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu với chữ quan trong từ quan hệ. Quan trong quan hệ này có bộ môn và bộ quan. Và hình ảnh tưởng tượng ở đây là giống như là một người đem quà đi đến tặng mọi người á, để tạo ra một mối quan hệ tốt mà. Thì đấy chính là chữ quan trong quan hệ. Cách viết là gì nhỉ? Đó là quan trong từ quan hệ. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách đọc. Đọc là kan hoặc là seki. Kan trong kan kê. Vietnam wa hoka no kuni to yuko kanke o mochimasu. Nghĩa là Việt Nam giữ mối quan hệ hữu hảo, hữu nghị đấy, đúng không ạ? Với các nước khác. Yuko kanke o tamochimasu. Kokusai kanke là quan hệ quốc tế. Toshu wa kokusai kanke ni oite juyousei o takamemasu. Chủ tịch đảng nâng cao tính trọng yếu trong mối quan hệ quốc tế. Quan tâm là kanshin. Preski ni kanshin o motemasu. Tôi có quan tâm đến máy dập. Preski là máy dập, đúng không ạ? Kanto là vùng Quan Đông. Tokyo wa kanto ni arimasu. Tokyo thì nằm ở Kanto, Quan Đông. Còn Osaka thì lại nằm ở Kansai, đúng không ạ? Kansai là Quan Tây. Osaka wa Kansai ni arimasu. Shikitori là diện tên gọi cấp bậc cao trong sumo hoặc là lịch sĩ đó, ghép bởi chữ quan và chữ thủ. Shikitori ni nareba kyūryō ga takaku narimasu. Nghĩa là nếu mà sumo lên đến bậc shikitori thì lương cũng rất là cao. Genkan là diện là lối vào. Sảnh đó, huyền quan đúng không ạ? Genkan ni maneki neko ga oite arimasu. Chú mèo chào khách được đặt ở hiên nhà. Dê căng là thuế quan. Mara tsu kan shite inai shouhin wa dê căng no soko o hokan saremasu. Nghĩa là hàng hóa chưa được thông quan sẽ được bảo quản ở kho của thuế quan, đúng không ạ? Và đó là các từ liên quan đến chữ quan. Chữ quan này chúng ta cần nhớ nhé. Dê căng, gen căng, kansai, kanto, kanshin và kokusai. Và đó là các từ liên quan quan trọng đến từ quan mà chúng ta cần ghi nhớ. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ hệ. Hệ trong từ quan hệ, kanke. Hệ này có bộ nhân và bộ hệ, đúng không ạ? Và hình ảnh tưởng tượng ở đây là giống như gì ạ? Mối quan hệ của con người thì giống như là cuộn chỉ vậy. Nó được kết nối với nhau, đúng không ạ? Thì đó chính là chữ hệ. Chữ hệ này cách viết như thế nào nhỉ? Kanke, noke. Chúng ta viết bộ nhân đứng trước.
và đó chính là chữ hệ. Chữ hệ này có cách đọc là ke hoặc kakari hoặc kakaru. Kanke là quan hệ, kokusai kanke là quan hệ quốc tế, kakari là sự chịu trách nhiệm. Ototo wa hotelu no furonto kakari o shite imasu. Dì ạ, em trai tôi thì chịu trách nhiệm phần lễ tân của khách sạn, đúng không ạ? Kakari, kakari là dì ạ, người chịu trách nhiệm, ghép bởi chữ hệ với chữ viên. Setsubi no kuwashii koto wa kakari ni kite kudasai. Cụ thể về thiết bị thì anh hãy hỏi người chịu trách nhiệm ấy nhé, kakari in. Ningen kanke là mối quan hệ con người. Ningen kanke wa fukusatsu desu. Mối quan hệ con người thì rất là phức tạp. Mukanke là không có quan hệ, ghép bởi chữ vô, chữ quan và chữ hệ. Watashi wa sono jiken to mukanke desu. Tôi không có liên quan đến sự việc đó, đúng không ạ? Kakaru là liên quan hoặc là liên lụy cái gì đó. Kono fukushi wa sono doushi ni kakarimasu. Fukushi là phó từ. Phó từ ấy thì liên quan đến động từ đó, đúng không ạ? Doushi. Và đó là các từ liên quan đến chữ hệ. Với chữ hệ này chúng ta cần tối thiểu phải nhớ kanke, gì ạ? Kakariin và kakaru. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu với chữ nghĩa. Nghĩa trong nghĩa là chủ nghĩa, đúng không ạ? Nghĩa này thì hình ảnh giống gì ạ? Giống như một con cừu. Đánh nhau với một con cừu là một việc làm đúng, thì đó chính là chữ nghĩa. Cái câu này có vẻ giải thích nó không hợp lý, đúng không ạ? Nhưng chúng ta hình ảnh tưởng tượng ở phần trên này giống như là chữ dương, cừu hoặc dê đó. Ở dưới thì giống như là cái gì ạ? Tay người này, thụ tay người này, rồi kiếm, đúng không ạ? Thì đó chính là chữ nghĩa. Chữ nghĩa này cách viết như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Phần đầu thì giống như một con cừu. Tiếp theo thì phần sau hơi phức tạp một chút nhưng không hề khó. Các bạn chỉ cần chú ý nhớ cách viết thôi. Nét đầu tiên là phẩy ngang, kéo xuống, thủ. Sau đó thì hất và một phần nữa là kết thúc. Chữ nghĩa này có cách đọc là gi, gi trong từ shugi là chủ nghĩa. Minshu shugi đó là dân chủ nghĩa, có nghĩa là chủ nghĩa dân chủ. Shakai shugi là xã hội chủ nghĩa. Kogi là gì ạ? Giờ giảng, giảng nghĩa hoặc giảng dạy. Gimu là nghĩa vụ, giri là nghĩa lý, segi là chính nghĩa, tegi là định nghĩa. Đó là các từ liên quan đến chữ nghĩa này. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các ví dụ. Nghĩa đầu tiên đó là gì ạ? Shugi, Vietnam wa shakai shugi desu. Việt Nam là theo xã hội chủ nghĩa. Minshu shugi đó là dân chủ nghĩa. Minshu shugi no kachi o iji suru. Chúng tôi duy trì giá trị của chủ nghĩa dân chủ. Shakai shugi học rồi, tiếp theo chúng ta có từ kogi. Kogi là giờ giảng, kino no rekishi no kogi o saborimashita. Hôm qua tôi đã trốn giờ học, bùng đúng không ạ? Bùng giờ giảng lịch sử, saboru là bùng học. Kimu là nghĩa vụ. Senkyouken ni wa kenri to kimu to no futae no seshitsu ga aru mono to mitomerareimasu. Họ đã công nhận trong quyền bầu cử có hai tính chất chủ yếu, đó là quyền lợi và nghĩa vụ. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu là giri là nghĩa lý, ghép bởi chữ nghĩa và chữ lý, mang nghĩa là tình nghĩa lý, đạo lý, quan hệ thân thuộc, anh em họ hàng. Yūjin ni giri o tatenakereba narimasen. Phải có nghĩa lý với bạn bè. Segi là chính nghĩa. Watashi wa segi no tame ni tatakaimashita. Nghĩa là tôi đấu tranh vì đạo lý. Tegi là định nghĩa. Kare wa jiyū o jibun no shitai koto o suru koto datto tegi shimashita. Anh ấy đã định nghĩa rằng tự do là làm những gì mình muốn. Thì đó là các từ liên quan đến chữ nghĩa. Với chữ nghĩa này chúng ta nhớ tegi, segi, gì ạ? Kogi và shugi. Đó là các từ quan trọng mà chữ nghĩa này chúng ta cần phải ghi nhớ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ gì ạ? Chữ nghị, nghị trong hội nghị. Cái ghi đó. Nghị trong hội nghị này thì cũng có bộ nghĩa ở bên tay phải và bộ ngôn ở bên tay trái. Hình ảnh tưởng tượng ở đây thì như thế này. Đó là gì ạ? Chúng ta phải nói chuyện để xem là thảo luận hội nghị xem là đúng hay sai. Thì đó chính là chữ nghị trong hội nghị. Chúng ta sẽ viết bộ ngôn bên tay trái trước, sau đó.
Và đó là nghị, trong nghĩa là hội nghị. Hội nghị này đọc là kai gi. Kai gi đúng không ạ? Chacho mo ashita no kai gi ni shuseki shimasu. Gì ạ? Giám đốc cũng sẽ tham gia vào cuộc họp ngày mai. Kokai gi nó là gì ạ? Nghị viên quốc hội. Kokai gi toshite kai gi kai ni shuseki shimasu. Tôi sẽ tham gia hội nghị với tư cách là nghị viên quốc hội. Fushigina là không thể tin được, đáng ngạc nhiên, từ này chúng ta gặp rồi. Kare ga konakatta to wa fushigi desu. Gì ạ? Việc anh ấy không đến thì thật là không thể tin được. Giron suru nghĩa là nghị luận, thảo luận hoặc tranh luận gì đó. Nihon ryugaku nisuite tomodachi to giron shite imasu. Tôi đang thảo luận với bạn bè về du học Nhật Bản. Gitai đó là gì ạ? Gitai là nghị với đề ghép lại với nhau là đề án hội nghị, vấn đề thảo luận. Kaigi no chūshin gitai wa kyokasho kaizen hōhō desu. Dạ, đề tài thảo luận trọng tâm của hội nghị này là phương pháp cải tiến sách giáo khoa. Gikai là dạ, hội nghị, nghị hội hoặc quốc hội hoặc họp, ghép bởi chữ nghị với chữ hội. Kino eikoku gikai wa kaisan shimashita. Ngày hôm qua cuộc họp nghị viện Anh đã được giải tán. Và đó là các từ liên quan đến chữ nghị. Với chữ nghị này chúng ta nhớ tối thiểu là kaigi với cấp độ N4 và fushigina. Và đấy là từ nghị. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ đảng. Đảng ở đây là gì ạ? Có bộ thượng và bộ huynh. Thượng gì ạ? Trên, huynh ở dưới. Và hình ảnh tưởng tượng ở đây là gì ạ? Là giống như là gì ạ? Anh trai tôi đang vào chính đảng, đúng không ạ? Đảng là tô, trường âm. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Và đó chính là chữ đảng. Chữ đảng này có cách đọc là tô trong từ seto là chính đảng. Seifu wa seto ni kansuru hō o sadamemashita, nghĩa là chính phủ đã xác định luật liên quan đến chính đảng. Đảng cầm quyền là yoto, dự đảng ghép lại với nhau. Ima Nihon no yoto wa jiyū minshu tō desu, nghĩa là bây giờ đảng cầm quyền của Nhật là đảng dân chủ tự do. Toshu là gì ạ? Là chủ tịch đảng. Toshu wa kokusai kankei ni oite jiyōse o takamemasu, chủ tịch đảng nâng cao tính trọng yếu trong mối quan hệ quốc tế. Tiếp theo chúng ta có từ diện yato. Yato là đảng đối lập, yoto là đảng cầm quyền, thì yato là đảng đối lập, ghép vào chữ giã và chữ đảng. Yato kara no hantai o unagashimasu, kích thích sự phản đối từ đảng đối lập, đúng không ạ? Thì đó là các từ liên quan đến đảng. Với chữ đảng này chúng ta cần nhớ nhé, đó là seto, yoto và yato. Và chúng ta cùng nhau điểm lại 16 chữ Hán vừa học từ bài số 25 này nào. Một là đảng, đúng không ạ? Tiếp theo là nghị trong hội nghị, nghĩa trong từ chủ nghĩa. Tiếp theo là quan trong quan hệ, tế trong quốc tế, luật trong pháp luật, pháp trong pháp luật, kinh trong kinh tế, chính trong chính trị, chiến trong chiến tranh, hòa trong hòa bình và chữ bình trong hòa bình, cho bằng phẳng đó. Thì đó là 16 chữ Hán mà chúng ta vừa học xong trong bài số 25 này. Sau khi học xong các chữ Hán này, các bạn cố gắng thường xuyên xem lại, nhớ cách đọc ôn kunyomi qua các ví dụ và cách sử dụng của các từ đó. Đồng thời là làm thêm bài tập trong cuốn workbook của Kanji Look and Learn để ghi nhớ lại các chữ Hán này, ôn tập lại cách sử dụng cũng như là cách viết của các chữ Hán này nhé. Trong quá trình học có vấn đề gì không hiểu hay thắc mắc, các bạn đừng ngại ngần liên hệ với Học Tiếng Nhật Cosmos qua Facebook, YouTube hoặc Gmail. Với Facebook, các bạn hãy like fanpage Học Kanji Hiệu Quả gạch ngang tiếng Nhật cosmos.com để chúng ta cùng nhau chia sẻ, giao lưu và giải đáp những thắc mắc, những kiến thức liên quan đến học chữ Hán nhé. Còn hôm nay, video hướng dẫn học chữ Hán bài số 25 của Học Tiếng Nhật Cosmos theo cuốn Kanji Look and Learn xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. Gosecho domo arigatou gozaimashita.